Hả? Dạ em là Phát, là vận động viên của môn judo. Cầu lòng lòng mà qua đó tốn của bạn này mà ăn cái tô này thì cả nhà nghĩ sao? Nhìn cái tô nhỏ béo quá anh lòng. Cái quán 93 nè, số của em nè, năm sinh của em. Mì bạch tiêm à. Trời ơi. Ai vậy? Giới thiệu luôn. Em là ai vậy mà xuất hiện bất ngờ vậy em? Dạ em là Phát, là vận động viên của môn judo. Mình làm rất là nhẹ nhàng luôn. Trời ơi, cái tướng của Phát nè cả nhà. Bởi vì võ sinh lộc nó bị nhấc bổng một cách dễ dàng. Trời hôm nay em đăng ký tham gia series luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Series gì Phát? Căng bụng cùng người là đó. Hôm nay Phát tự tin là Phát có thể ăn được bao nhiêu phần mì này? Thế là 5 tô. Đó. Không thì bây giờ khẩu phần ăn của vận động viên judo có phải bó buộc gì không em? Dạ tại em hạng cân lớn chứ nên em thoải mái. Thì bây giờ thôi coi như anh sẽ tiếp sức cho em trước giải đấu lớn. Thì em muốn ăn bao nhiêu thì anh sẽ chịu bấy nhiêu thôi. Rồi Lạ Phát hôm nay sẽ thử thách món mì vịt tiềm nha cả nhà. Vận động viên judo. Rồi thì địa chỉ ở đây là số 178A đường Minh Phục, phường 6, quận 6, quán 93 mì vịt tiềm. Đó, ở đây là còn có mì đùi gà nữa. Thì bây giờ mời hai anh em vào quán thôi. Phát lên mình phải lên Phát mới được. Thử coi. Trời ơi, cái vòng tay lọc không đủ rồi. Wow. Trời ơi. Quá nặng cái nhà lắm. Nặng quá. Em thấy Phát bên rất là dễ nha. Có thể Phát ngủ cái bụng lên nè, là nhấc cái người mình lên. Wow, đúng là vận động viên chuyên nghiệp rồi cả nhà ơi. Chào chị chủ nha. Chào. Wow, chị chủ dễ thương quá. Chị em thấy đây là mì vịt tiềm 93 là địa chỉ hả chị hay là cái tên quán là 93. Nhưng mà cái địa chỉ này trước đây nó có gắn liền với cái địa chỉ nào khác không chị? Cái có, số 93. Cái đầu tiên bán. Là ở đường nào chị? Ở đường Thành Thái. 93 Thành Thái. Rồi sau này chuyển qua đây. Từ Thành Thái qua đây là mình bao nhiêu năm rồi chị? Thành Thái là cũng cỡ 7-8 năm. 7-8 năm. Là... Rồi mời anh vô. Qua đây là 8 năm rồi đó. Hai anh điện máy xanh. Rồi ăn món gì gọi luôn anh ơi. Hai phần mì vịt. Rồi để mình coi chị làm luôn cả nhà. Buổi tối mà mình đi qua đây á, thấy chị quán đông quá. Đông luôn á cả nhà. Đây đồ ăn nè. Wow. Ở đây bán giá cũng bình dân. Dạ. Đúng rồi, 48.000 cả nhà. Phần ức, phần cánh cũng 48, còn đùi là 60. Nè đây có giá nè. Còn góc tư là 80. Những cái quán người Hoa là thường bán một phần là 100.000 á. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây chị bán 80.000 thôi cả nhà. Thì có hai loại, có một loại mềm với chiên giòn, các thích ăn nào người ta yêu cầu làm cái đó. À đúng rồi. Tiềm thì nó sẽ mềm hơn. Đúng rồi, nhưng mà đa số ở đây bán tiềm là nhiều. Tiềm là nhiều. Thì cái nồi đó là chị đặt riêng á, nhìn nó không, cái kiểu như nó thì nhỏ thì... mà nó cao á. Không, cái này mình đi mua thôi à. Dạ. Ở ngoài nó có bán, thì mình mua theo cái size vậy đó. Mì trùng, mì người Hoa cả nhà ơi. Đây. Mì Bắc. Mì người Hoa. Phát canh cái bát mì nha Phát. Một tô. Mình một cảm tô, thấy tô là hai vắt á. Dạ, một tô là hai vắt. Mình cảm thấy mì mà ăn vịt tiềm thường nó vàng lắm cả nhà. Màu vàng. Cái này là nấm nấm mèo. Dạ, nấm mèo. Với lại táo gì nè? Táo tàu. Dạ, táo tàu. Nhìn màu đẹp quá. Ồ đó. Tại vì mì này á là ủ lắm, nó mới lên màu vậy. Còn nếu mà bình thường mình lấy ra mình xài á thì nó không có màu, nó không có được đẹp vậy. Dạ. Nó sẽ lọt hơn. Đúng rồi, mình ủ qua ngày á.
màu nó đẹp, ăn cái mì nó giòn. Ồ, mì vịt chị sẽ để bên trong cái nồi, nấu trong cái nồi đó cả nhà. Cái này là vịt mềm. Vịt mềm. Mềm là mình bỏ vô nước. Dạ, còn vịt chiên thì chị chiên ở đâu? Để riêng ở ngoài, mình có cái nồi chiên riêng. À, mình có cái nồi chiên riêng, nước lèo vô nha. Rồi, tối nay là bao nhiêu chị? 48.000. 48, trời ơi, cái miếng thịt coi. Ồ, miếng vịt. Ồ. Dưới đây có những cái đầu nữa cả nhà, nhưng mà mình không có quay, mình chỉ quay cái phần góc tư thôi nè. Đó, phần góc tư. Đây, cái này là đu đủ ăn kèm. Dạ, đó, mình tìm là phải có. Không tính tiền luôn. Còn mấy chỗ khác là người ta sẽ tính tiền. Đúng rồi á, 2-3 ngàn, 4-5 ngàn gì đó. Một dĩa là 6 ngàn á, nếu mà quay áo quần cũng trải á. Dạ. Rồi. Thì ngoài vịt ra là chị còn có gà nữa nè cả nhà. Đó, gà góc tư, rất là đa dạng món. Gà là gà chiên. Dạ. Gà chiên luôn. Giống như xới mỡ hả chị? Cơm gà xới mỡ. Gà này là giống như mình tìm xong rồi mình chiên, tại gà này bắt buộc phải chiên. Dạ. Chiên nó giòn. Ồ. Cũng ăn nước vịt tìm luôn. À dạ dạ. Nhưng mà mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? 2 giờ chiều tới 11 giờ tối. À. 2 giờ 11 giờ tối hả cả nhà. À đây có lòng nữa nè. Có lòng luôn. Ồ mè vịt nè cả nhà. Mình cũng thích ăn mấy món hết. Lòng. À có hủ tiếu nữa. Có hủ tiếu mềm. Hủ tiếu mềm nữa nè. Đó. Rồi, bây giờ người lạ phát ơi. Dạ. Anh đã tìm hiểu hết và món ăn của bên chị rồi. Bây giờ người lạ phát sẽ ăn thế nào đây? Anh sẽ để cho em lựa. Nhưng mà ít nhất là phải 4 phần nha. Dạ. Đây là một cái lòng vịt. Một cái mì cánh. Dạ. Một rồi. Cái phao câu, một cái cổ. Một cái phao câu, một cái cổ. Rồi, 4 phần. 4 tô luôn hả? Dạ. Còn đùi nữa. Dạ, cái đùi nữa. 5, 5 phần. Mì gốc tư đúng không? Tư. Hay là đùi tỏi? Gốc tư đi, cái đó là đặc biệt ở đây. À. Rồi 5 phần luôn em. Dạ. Tự tin không? Tự tin. Ăn luôn. Dạ, một mình bạn ăn. Nhưng mà giờ chỉ có tô nào mà ăn hết 5 phần không? Dạ. Không. Vậy thì người bạn bán bắt nghề đi. Lấy cái tô ra luôn hả? Vậy là mình làm à vịt mềm ha, vịt mềm ha là vịt miếng giòn. Mềm đi ha. Có chiến thuật hết rồi. 10 bát mì với 5 phần đồ ăn. Hay là mì làm mì ít lợi. Không chị cứ làm đúng 10 bát. Rồi, đùi. Bạn này là vận động viên judo á chị. Cho nên bạn ăn khỏe lắm. Lòng. Tướng quá bét rồi. Rồi, đây là lòng nè. Okay. Góc tư. Góc tư là bỏ vô nồi rồi, phao câu luôn phải không? Phao câu. Phao câu là một tô là 3 cái. 3 cái ha. Không lấy đầu lấy cổ không ta ha? À đấy. Đây cái cổ. Rồi cổ. Cái ok. Cái cánh luôn phải không? Dạ. Cái cánh. Đây cánh. Tại vì đó, che đi. Rồi chị nhúng vô luôn nè. Rồi đó. Cái này là luôn. Mềm, còn chiên giòn thì mình sẽ chiên lên ở trong nó mềm, ở ngoài nó giòn. Dạ. Em kêu một cái làm hết đó thì em kêu một phần chiên. Chiên. Okay. Vậy là một góc tư, một lòng, cổ, phao là 4 phần, cánh là 5 phần. 5 phần rồi. 10 bát mì nè. Rồi, 10 bát vô. Rồi, 4, 5, 6, 7. Rồi, 8, 9, 10. Rồi, đúng 10 bát. Trời ơi, mì rồi cả nhà. Wow. Trời ơi, phát tự tin quá. Đây chị trụng mì. Mì này á trụng phải trần qua nước lạnh. Dạ. Nó mới giòn. Dạ dạ. Sợ nó dai. Mì này không có dai, nó giòn. À nó giòn hả chị? Đó chị trụng qua nước lạnh nữa cả nhà. Mà 10 bát thì nhiều quá. 10 bát. Wow. Cầm cái tô không nổi luôn. Cái tô này cũng phải 1,5 kg á. Rồi 10 bát mì nha. Trước giờ bên quán mình người ăn nhiều nhất là bao nhiêu phần? Không, giống như người ta ăn rồi người ta ăn thêm mì, mỗi người ăn 6-7 giấc mì vậy đó. Với một cái góc tư. Đồ ăn thì không có... Nhiều khi giống như... Đúng rồi, có người ăn 2 tô. Cái đó chỉ có mì gói thôi. Có mì gói luôn. Cái đùi để luôn ha. Dạ. Ồ, cái đùi kìa. Để cho cắt cái cánh nè. Một cái cổ phao câu lòng
hầu như toàn cái. Lòng mà wow. Cái lòng mề này là ở Sài Gòn ít có ai bán, bây giờ tìm không có ai bán hết. À vậy hả? Tìm thường người ta bán đùi. Bán đùi gốc tư là nhiều. Đa số là gốc tư. Rồi để gì khỏi cắt hả? Cắt không? Để luôn rồi chị. Xé ra luôn hả? Đúng rồi. Giờ tới lượt treo nước làng. Rồi. Hôm nay người là phát sẽ thử thách một tô mì vịt tiềm đây cả nhà ơi. Quá to luôn. Đây, cái này là nước chấm pha sẵn nè. Nước chấm pha sẵn luôn. Phát vô ngồi thử coi Phát. Vô ngồi. Ngồi. Đó, Tuấn của bạn này mà ăn cái tô này thì cả nhà nghĩ sao? À, nhìn cái tô nhỏ béo quá anh Lòng. Thanh niên này quậy quá rồi. Đây cả nhà, mình quay gần cho cả nhà coi cái đôi cái mâm vịt của chị nè. Đó, được chị chặt ra nha. Ôi ôi, những cái miếng này nhìn rất là nhiều thịt luôn. Đó. Tôi là Phát, tôi sẽ chinh phục tô mì tìm 5 gói, 5 giác này, 10 giác này. 5 phần, 10 quá. Đó. Giờ hết menu luôn Phát ơi. Người là Phát nha. Rồi sẵn sàng cho em. Dạ sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu. Rồi Phát đã múc ra rồi. Anh Lộc ơi, em anh cá đồ luôn. Coi Phát ăn trong bao lâu. Nghĩ là Phát ăn trong vòng 25 phút. Cái tủ của Phát. Đây là người lạ tiếp theo. Và 10 bát mì. Trời ơi mì kìa. Như là một gần hết menu ở bên Thơm quá rồi. Nghe mùi thuốc bắc nhiều quá chị. Phát là vận động viên sudo quá cả nhà. 10 loại thuốc bắc luôn. Dạ. Em nghĩ là người lạ Phát sang trong vòng bao lâu? 20 phút. 20 phút. Đúng rồi. 25 phút. Đúng rồi. 25 đúng không? Sẽ thăm ngàn thêm. Thôi. Chơi vậy ai chơi là chỗ Phát ăn rồi. Ui ui. Thôi đó xem clip này trên YouTube bên Mì Hùng nha. Quá máu rồi. Để coi người lạ Phát có thể chiến thắng hay không. Rất là ngon. Rất là ngon. Nhưng mà ngon hơn khi có món này. Bảo bối. Trời ơi, cái cơn đói bụng này làm sao mà cản phá được Phát. Người lạ Phát ơi. Trao cho em vũ khí á. Chắc là người lạ Phát đã dứt hết hai phần mì rồi đó. Trong những cái cơn mà cơn đói mạnh mẽ vừa rồi là hết hai bát mì rồi đó. Rồi ăn rồi. Thiếu Nhi Phát ơi. Thiếu Nhi Phát có muốn gặp người lạ Phát không? Solo với người lạ Phát. Phát em đã có thành tích là bao nhiêu huy chương rồi Phát? Dạ, cũng là 4 huy chương. 4 huy chương. Em có thể gửi cho khán giả cũng như là cho anh nghe được không? Một, 2 huy chương đồng trẻ ở Thủ Đức và Hậu Giang. 1 huy chương vàng ở giải cúp Vũng Tàu. Và 1 huy chương đồng đại hội Jiu-Jitsu. Cái Jiu-Jitsu võ đó là khi mình kết hợp đánh trong MMA đó, nó rất là hiệu quả luôn các bạn. Dạ, thả bẻ khóa. Nhưng mà Phát ơi, anh nghĩ là do là bây giờ em vẫn còn trẻ Phát, cho nên em cái kinh nghiệm của em á là chưa có nhiều đâu. Nhưng mà nếu mà em vẫn cứ tiếp tục theo nghề đi, vì Phát mới có tham gia 4 năm thôi mà đã có được những thành tích đó thì phải nói là rất dữ dội rồi cả nhà. Anh nghĩ là SEA Games cũng như là các giải thế giới. Dạ. Nếu mà Phát nỗ lực không ngừng nghỉ, nó sẽ là trong khả năng của Phát. Và mỗi khi mà đạt được huy chương rồi, muốn ăn mừng thì cứ liên hệ tụi anh. Tụi em muốn ăn mừng món này tụi anh có thể giúp em không? Anh sẽ phát tô tới. Nếu mà tô này nhỏ với em quá thì có cái thau. Nếu mà em ăn xong em cảm thấy là cần vận động á thì ra bật cái vỏ xương lộc. nếu mà vật tạng người này thì mình xin phép nha. Mình sẽ đề cử Tuấn Smith. Không, Tuấn Smith nhìn vậy cũng thấy ngán á. À. Tuấn Smith chân còn dậy yếu lắm mà bật xuống mà té xuống cái là không đứng dậy được đó. Dạ. Rồi lên tô chiên luôn. Chị đang làm cho mỗi lòng một cảm giác như thế nào Phát? Cái nước dùng có Phát? Dùng nó thanh anh. Dạ. Ồ, cái này là phần chiên nè. Đây. Đó, chiên nè, lớp da nó sẽ giòn. Thanh già nó sẽ anh sẽ gắn bên đây để Phát nói chuyện nó nghe rõ hơn. Nó thanh đúng không em? Dạ nó thanh và nó ngọt dịu của nước bắc. Không bị cắt của nước bắc quá. Ok. Dạ. Vô cái Phát ơi. Vô. Có bia nhưng mà anh em mình có trà đá. Dạ. Rồi, 2, 3, vô. Chúc Phát sẽ ngán chị. Quay thật thử thách ngày hôm nay. Cả nhà, hãy nhanh tay
để đăng ký series căn bồn cùng người lạ này. Tại vì series này anh em mình cũng sẽ không phải là lúc nào cũng mở. Với lại người đăng ký thì ưu tiên cho những người có khả năng mà mình ăn ăn 4-5 tô á, ăn nhiều phần trước, sau đó chúng ta sẽ giao lưu với những bạn mà có khả năng ăn nó thấp hơn 3 tô, 4 tô. Rồi. Trời ơi. Hãy nhanh ký lột nhanh tay đăng ký qua fanpage Facebook Funny Hùng hoặc là số Zalo của Funny Hùng là 0792 899 384 và Zalo của Võ Sư Lộc 0909 029 841. Phát ở trong cái khu huấn luyện thể dục thể thao hay tập đó. Có bạn nữ rồi ăn khỏe không? Dạ. Bạn thể thao thì sẽ dễ kiếm những bạn nữ ăn khỏe thôi. Dạ đúng rồi, vậy đó. Anh Lộc phần thưởng. Yeah. Quên hoài. Anh em mình quên hoài cả nhà ơi. Wow. Quà cũng không có to tát gì. Chỉ là bác Hồ sẽ nhìn em và tiến gần tới cuối cái kia đi, cái kia này. Dạ. Phần thưởng sẽ thuộc về Phát nếu như Phát ăn hết nha. Phát ăn hết mì, ăn hết vịt, ăn hết nước. Ừ. Và không bắt buộc ăn xương nha. Trời ơi. Ăn rất là mạnh mẽ. Đây, mình sẽ thử một phần bánh chiên nha. Bánh chiên là mình sẽ ăn. Ok. Chiến thuật của Phát là lấy vịt ra ngoài và mình ăn mì bên trong tô. Cái nước nào nó lại đặt sẵn. Pha sẵn luôn rồi. Nó bị nổ ra là chặt. Trước giờ em đã từng tham gia thử thách nào ở Sài Gòn chưa? Ví dụ như phở khổng lồ hay là bún riêu khổng lồ đó. Đã chưa? Chưa luôn hả? Dạ. Mà cái lần mà em ăn nhiều nhất là lần nào? Dạ lần em 13 tuổi. 13 gì? 13 tuổi. À 13 tuổi là em ăn cái gì? Dạ em ăn 7 gói mì khô. 7 gói mì khô cái nhà mì hảo hảo đúng không em? Wow. Đây. Ôi ôi. Vịt chiên nha. Ở đây chị bán hai loại luôn, vịt chiên và vịt tiềm. Wow. Nước da nó giống như là nước sạch sơ vậy. Cắn vào nó tan luôn. Ồ. Quá đã. Dạ. Dạ. Bên kiểu bên ngoài nó giòn cái gì, bên bên trong là nó vẫn nước á, vẫn mềm nước ướt. Chậm vô. Trời ơi, Phát ăn một cách phải nói là bổ bảo quá. Rất là khoa học cả nhà ơi. Ăn xong rồi để đồ ăn ngoài nè. Hấp nước nữa nha. Mình nói tâm sự với Phát là Phát đánh hàng cân nào. Phát có phải ký gì không? Phát nói là Phát đánh hàng maximum rồi. Nên là ăn thoải mái. Em đi thi đấu á, em có gặp ai bự hơn em không? Dạ có. Trời. Đâu phải là mình ở đây mình so với Phát thì mình thấy là Phát quá là to lớn rồi, nhưng mà ra ngoài thì vẫn còn có người to hơn Phát nữa cả nhà ơi. To chưa chắc đã ăn trong judo. Dạ. Tại judo bề ngang rất quan trọng. Bề ngang. Bề ngang. Dạ. Như là cái tấm cái trụ á. Cho em cái giấy chị ơi. Khăn khăn ướt cái gì? Rồi để em lấy. Ăn tát mồ hôi rồi. Thì thời gian qua là anh em mình cũng đã đăng được 2-3 clip, 3-4 clip về căng bụng cùng người lạ rồi cả nhà ơi. Và cảm thấy là được cả nhà ủng hộ rất là nhiều. Nhất là cái số lượt bình luận á. Rồi số lượt bình luận tăng cao gấp đôi. Bình luận của số bình luận của Ly đã lên đến con số 300 người bình luận. Còn những clip bình thường anh em mình hay quay á là chỉ được có 150 thôi cả nhà. Chứng tỏ là cả nhà ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà nha. Và nhờ mà có cái series căng bụng của người lạ này á, thì anh em mình đã phát hiện ra được những người thứ nhất là vui tính, thứ hai là ăn khỏe, và thứ ba là luôn ủng hộ kênh anh em mình, thì rất là vui. Giao lưu luôn. Dạ. Là up fan. Đúng rồi, giao lưu. Có những bạn á, cũng rất là muốn đi gặp anh em mình, nhưng mà các bạn nó nói là em ăn không có khỏe, nếu mà em ăn cố gắng lắm thì em được ăn được 3 vắt đó. Cách thì cách này đã giúp các bạn có thể đi luôn. Cách gì vậy anh? Các bạn kiếm những người ăn khỏe mà các bạn đi cùng với những người đó. Đó thì sẵn mình đi mình giao lưu luôn. Cũng có những bạn hỏi là những cái này thì có tốn phí gì không, thì câu trả lời là không nha. Các bạn đến giao lưu với anh em mình là vui rồi. Cái tô này mình sẽ bao các bạn luôn nếu các bạn ăn. Ôi rồi. Có sợ không em? Có sợ không? Rồi hết cái đùi góc tư rồi anh trai à. Wow mì cơ. Lòng ơi, em tính ăn nhanh hay gì vậy tôi?
Em tính lập một kỷ lục ăn nhanh 5 tô mì Bình Tiềm hả? Phát à, lộn Phát. Nhìn cái tướng giống Tuấn á, nhưng mà khuôn mặt là của Phát. À, và cái tô này thì mình sẽ không có để cả nhà trả tiền ha. Và nếu mà ăn hết á thì mình sẽ thưởng cho cả nhà thêm 500k. Nếu mà ăn không hết thì mình sẽ có phần thưởng khuyến khích là 100k, như là tiền đổ xăng á, để mình chạy tới chạy lui. Nhưng mà mình sẽ bao cả nhà cái tô này. Rồi. Ủa? Cắm vô. Miếng này nó giòn, ăn muốn kiếm ăn hết. Miếng thịt bên trong ăn hết luôn. Sạch quá rồi Phát ơi. Nãy giờ Phát ăn được 10 phút nha anh trai à. 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 Ừ, chưa nữa. Dạ. Chị thấy tốc độ ăn của bạn thế nào chị? Quá nhanh. Dạ. Mà cảm giác nhìn bạn ăn rất là ngon miệng. Hết mì rồi cả nhà ơi. Thì Phát thường á 7 gói mì hảo hảo á là 7 gói mì hảo hảo chắc cũng được 14 bát á Phát à. Chắc mình nó nhiều hơn hảo. À vậy hả chị? Mì ở đây mình thấy nhiều thiệt, 10 bát như thấy nhiều thiệt. Ôi xin lỗi ơi, tuyệt chiêu chăm thăm đâu. Cho thấy biểu cảm của Tuấn của Phát thế nào. À. Phần này giòn, đổi một phần mềm. Dạ, dạ. Dạ em còn ít chút xíu mì với nước và rau thôi. Bên đây em còn khoảng 2 cái bao câu với cái cổ với cái cù lẳng nữa không? Ừ, cù lẳng. Phát là quê ở Bạc Liêu nha. 94 điểm danh nào các anh em? Em gần công sở Bạc Liêu không? Dạ qua một cái cầu. Đó. Mày là gần rồi. Em nấu trứng bằng gì? Dạ bắp gà. Em nghĩ chắc mấy người Bạc ở Bạc Liêu hay bị hỏi câu này lắm á nha. Còn một món nữa anh Lộc. Biết không? Đồ ăn hả? Không, nó thuộc vào một cái rất là to ở trên trời. Trăng. Hả? Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Nam tử. Đúng rồi. Không ông cái gì mà ông đó là ông bị phong. Hàng Bạc Tử bị phong mà đúng không? Dạ, hay ông ở Bình Định. Phú Yên. Thôi, để cái đó kiểm chứng sau đi cả nhà. Quay lại nào. Ồ, cái dạo vịt đó nha. Quá đã rồi Phát ơi. Ồ, hết luôn. Phát đã nói là nhờ cô dạy ở Bạc Liêu á, tắt tên vô Phát mới biết những thử thách ăn uống này. À. Và tới lần thứ hai thì Phát phải tận dụng cơ hội luôn. Đúng rồi. Để, vừa gặp gỡ giao lưu với anh em mình là vừa thử thách bản thân luôn. Ờ. À. Cái khẩu phần mà ăn bên trung tâm nó cắt nó để ít hơn cái này đúng không Phát? Dạ bà ăn chung. Ăn chung 5 người. Ờ. À. Nhưng mà cái lượng á, cái lượng đồ ăn á. Dạ chưa đủ. Vừa đủ không? Em uống nước ngọt không? Dạ không, em trà đá được rồi. Trà đá. Em đá chị ơi. Chị, cho em thêm 2 ly trà đá. Mình không đã ăn hết luôn á nha. Bây giờ mình chỉ ăn như một người bình thường thôi. À, ngon quá Phát ơi. Đó, chiên á nha, cái lớp da giòn lắm nha. Đã lâu rồi em cũng mang chưa ăn gì tìm. Cho nên là rất là thèm luôn. Đó, nên gọi là... Hồi nãy á, mình tính cho Phát thử thách món bún riêu. Nhưng mà hôm nay anh Thái anh không có bán, mình phải di chuyển qua đây. Hết rồi, chỉ còn cái cổ, hai cái phao câu với lại mì thôi. Em thích ăn phao câu hả Phát? Dạ. Phao câu với lại đầu của cái nhà là mấy người lớn tuổi á mê lắm. Nhưng mà những người nào mà không biết ăn á thì sẽ khó ăn đấy nha. Cái gì em? Sao em thấy em suy tư quá vậy? Em đang cảm nhận vị ngon của mình. À, ok. Tưởng có nhiều pha cái mặt hơi suy tư á, làm mình suy nghĩ không biết là Tuấn có đang no hay không. Phát em, Phát em. Alo Phát. Phát chứ. Nếu mà cần nghỉ mệt thì nghỉ một xíu. Dạ. Nếu mà chút là mình đánh thì hai. Nãy em cũng tập cho hơi nhiều. Đúng rồi. Chắc nghỉ mệt xíu rồi. Rồi, nghỉ mệt xíu đi ha.
Ok. A few moments later. Quay lại cả nhà ơi. Phát tiếp tục với thử thách của mình. Sau đá tàu bây giờ đó là một trong những món để làm cho cái mì á, món cái đặc trưng của mì vịt tiềm. Nhưng mà nếu Phát cảm giác Phát ăn nó khó quá thì thôi đuôi gì để Phát dớt qua. Cũng ăn được một trái rồi hả? Phải có được một trái nên mới thấy cần phải mất ra. Rồi quay lại nha. Do nãy Phát ăn hơi nhanh đó cả nhà. Mà kiểu như lâu lắm rồi Phát đâu có ăn nhiều như vậy đâu. Nên hôm nay khi mà ăn á, thì cái bao thử nó sẽ hơi quay YouTuber. Quay tôi nha. Khi mà Phát tâm sự khi mà Phát tâm sự thì mình thấy được cái cuộc đời của vận động viên đó cả nhà. Phát phải đánh đổi nhiều cái để theo cái nghiệp võ này. Phát nói là nghề chọn Phát. Anh cũng tâm sự với Phát là lúc trước anh cũng thi đấu á, nhưng mà về thể trạng tăng đô á là các thầy dạy thể dục anh á toàn nói là em học judo là cái tạng của anh nó cũng dày dày cơm, nên bữa nào của anh phải tâm sư để nhờ Phát chỉ vài bài chiêu vật để vật nghe mà bứt được à. tưởng bẻ xương Phan Đi Hùng. Phan Đi Hùng mà tính cam tâm anh rồi đó, làm chụp bỏ anh bẻ luôn. Thôi rồi cỡ Phát mà nắm con áo vừa một cái một là em qua lưng Phát liền. Bao nhiêu phần trăm bụng là Phát? 75 75 vậy là này, cái tô này không phải đùa, tô này không đùa được. Nhưng mà cũng một phần do Phát ăn tới 5 phần á anh. Mình thì hoàn toàn để cho người người tham gia lựa chọn cái mức ăn. Chứ mình không phải là bắt buộc phải ăn thêm một mức nào đó. Dạ. Nhưng mà tối thiểu là 4 phần. Ăn đây giờ này mát quá anh Lộc. Giờ đỡ nắng rồi kìa. À. Để bóp cho Phát. Để Phát có sức vật. Đó. Em gãy xương thiệt á anh. Đồ được đâu. Quăng quả sọt không có được. Đồ không đéo một cái rồi. Trước khi vào em á camera rắc. Quay thẳng camera. Rồi Võ Sĩ Lộc tự phục vụ luôn rồi cả nhà ơi. Lấy cho Phát một. Dạ. Lấy cho Phát một là chai, một chai Sprite nha cả nhà. Thường uống cái vị nước ngọt vào nó sẽ đỡ được cái mùi đồ ăn. Theo đổi tô đó, lại bị ngọt cái tô rồi. À, vậy là xin chị cái tô ha. Dạ, em nhớ một lần cái mẹo của anh Lộc chị, anh lên Lộc chị. À, vớt lại cái tô. Chị cho em xin một cái tô bên chị nha. Bạn này nhìn cái tô bị ngộp, cho nên bạn sẽ đổ ra cái tô bự đó chị. Tô bự á, có tô bự rồi. Cả này đúng rồi, được rồi. Rồi. Đây em trai. Đây em nhớ một cái lần mà anh Lộc chở chị cái mẹo. Rồi. Ok. Bây giờ bác là người bình thường. Bác ăn trong cái tô bình thường. Thì như anh em mình đi quay clip với cả nhà. Ví dụ mình ăn một cái tô bún bò vậy, nhưng mà hôm sau có quán bún bò ngon mình vẫn phải ăn một tô như vậy luôn, chứ không phải là mình né hay mình từ chối cả nhà. Khó chịu bao giờ em ăn đồ chua cho đỡ ngấy, nó chua kích thích cái bụng em hơn. Đúng rồi. Ồ, nghĩa là Phát đang bị ngán chứ không phải là bị no Lộc. Phát vẫn còn ăn được mà. Rồi nước còn có gần nửa tô. Còn có câu thì còn một cái lưỡi nữa. Nhưng mà xíu nữa không? Dạ. Hay là tiếp anh tiếp không? Tiếp luôn nha. Clip dài không anh? Không, clip còn ngắn mà so với tụi anh thì vẫn ngắn hơn. Dạ. Em ăn nhanh hơn. Dạ. Người ta thì đúng là cơ hội để em lên sóng truyền hình. Em muốn nhắn gì với cô ở Bạc Liêu không? Nhắn nhủ gì với cô? Thanh niên này clip nào cũng hỏi luôn á cả nhà. Dạ cô ơi, hy vọng cô coi clip này cô đừng chửi con nữa cô. Đau chửi, em tham gia thắng thua gì em cũng đã giá mạnh dạng ăn ký rồi. Chắc là ăn nhiều. Cái đồng tiền 94 đây. 94 luôn kìa. 94 luôn hả? Trời ơi. Vậy phải ráng lấy thôi. Không có động lực liền. À, nhưng mà cứ từ từ thôi nha Tuấn. À Phát.
nãy giờ mình cũng có để ý trùng hợp. Trùng hợp. Sắp hết rồi. Nhưng mà dục tốc bất đạt nha em. Em phải nghĩ tới cảnh mà mình xem lại cái clip này và mình cùng ngồi với các bạn, các thầy ở trong khu huấn luyện judo, luyện thể dục thể thao quốc gia. Mọi người xếp. Đúng rồi. Phải cái snai. Họ xin lọc giống như là người Japan đó cả nhà. Cái gì nói cũng sư vào đó. Snai. Ơi trời. Chăm nghĩ chứ anh. Rồi. A few moments later. Tiếp tục nào. Tiến bộ của bác bây giờ là như thế nào em? Bởi vì cái phao câu này nó dính hai túi dầu. Chỉ là phao câu dịch thì mùi thấy nặng hơn cho nên là em mới lọc hai túi dầu ra. Em lọc hai túi dầu. Rồi, em lọc em bỏ đi. Không biết hai túi dầu nằm đâu ta. Ở đây rồi, đây rồi, thấy rồi. Đó. Ồ phát lọc mình chuyên nghiệp. Là mình ăn không thấy gì đâu. Dạ. Nhưng mà khi bỏ miệng luôn cả nha. Khi mà nó nguội á thì nó sẽ là thử thách á. Phát ăn là không có nhận xuông luôn. Rồi. Hết nước. Còn vài cục rau mà còn là một ít rau lắm. Với một miếng tàu ngâm ở đây nữa. Miếng đu đủ rồi. Cái chén đậu đủ này á thì cho là miễn phí nha cả nhà. Dạ, ở đây là miễn phí. Bao nhiêu phần trăm? 5% nữa rồi. Còn 5% nữa là 87 rồi hả? 85% 15% nữa mới lại. À. Phát giống như là một cục sạc chứ cả nhà. Tính bằng cái mức độ phần trăm. Không, hồi nãy em nghĩ là lúc mà phát 82% á Phát ngồi nói chuyện với anh em mình là giống như Phát là điện thoại đang xài á. Nó giảm xuống còn 75. Giờ ăn miếng câu câu vào lên 10% liền. Lên 85 rồi đó. Khúc này thường biến lên nhanh lắm nè. Kiểu bị chai rồi. Tối nay hoặc là lát nữa mà em còn ăn được em sẽ chụp cái món đó cho anh xem. Đó. Là có nghĩa là Phát tiêu nhanh đúng không em? Dạ. Phát sẽ ăn nữa cả nhà. Thời khắc quan trọng. Rồi, hết. Quá hay. Đây cái tô nè cả nhà. Hôm nay Phát đã hoàn thành được tô mì vịt tiềm 5 phần. Hết sạch cái sạch nước. Uống hết một ly trà đá và mình lo nước ngọt. 1-2 ly gì luôn á anh. Nãy giờ mình thấy Phát cũng rất là cố gắng. Nhưng mà mình biết được một điều là mới đầu mình rất là tự tin Phát sẽ ăn nhanh. Nhưng mà sau cái tô nó cũng làm Phát khó khăn đó cả nhà. Rồi 94 tuổi Phát. Dạ. Ồ. Cầm cái này là Phát hãy gáy lên một tiếng đi Phát. Tôi là người lạ tới Phát và tôi đã chiến thắng một cái tô nhỏ nhoi này. Ồ. Quá hay, chúc mừng em trai. Thì clip vừa rồi cũng vừa kết thúc một clip căng buồn cùng người lạ của bạn người lạ Phát đến từ Bạc Liêu và là vận động viên judo. Lâu lắm rồi Phát không có ăn nhiều cho nên hôm nay Phát lần đầu ăn nhiều lại như vậy thì Phát đã hơi khó khăn một xíu, nhưng mà nếu như mà mai mốt làm quen rồi á thì lần Phát sẽ đi ăn và chuẩn bị tốt hơn. Dạ đúng rồi. Phát thấy cái buổi quay này như thế nào Phát? Dạ thấy lần đầu ở bên sóng luôn nên là vui bởi gỡ và mong là em sẽ tiếp tục theo anh Hùng và anh Lộc thêm clip mới nữa. Ờ. Cả nhà muốn Phát quay lại hãy comment để anh em mình tiếp thu ý kiến cũng như là giúp cho Phát có những cái thử thách mới hấp dẫn hơn ha. Vòng chung kết. Ồ, vòng chung kết tháng hay là vòng chung kết quý? Ngoại quý rồi. Rồi thì kết thúc clip nha cả nhà. Có dịp cả nhà hãy ghé qua số 178A đường Minh Phục, phường 6, quận 6 để trải nghiệm món mì vịt tiềm của chị chủ dễ thương này nha. Rồi, thì nếu mình có cái fanpage trên Facebook với những người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện mini game event, hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký kênh Phan Hùng Vlog và kênh tốt Võ Sư Lộc. Đừng quên tốt của mình là Phan Hùng 116 Võ Sư Lộc và hai đứa ngắn là Phan Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phan Hùng. Chào nhà sáng tới như các bạn có bất cứ hát nào thì đã làm những comment mình sẽ xem xét. Đây là clip cho nhà cùng thức nha. Ok, chào các bạn.